Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại channel của mình. Mình là Khô Michael. Thì ngày hôm nay mình đang đi với cái anh chàng này đi chơi một chuyến. Nhưng mà có một cuộc gọi khẩn, đó là có một bạn yêu cầu mình là thực hiện pha mạo hiểm bằng xe đạp bay qua 100 cái vòng lửa. Thì ok, hôm nay phải đánh nó ngất cái đã. Và ai đánh hụt rồi, đánh nó ngất cái đã rồi mình mới đi. Rồi, đây là cho nó ngất về để cho nó về nhà chứ không nó đi chơi với con khác khổ lắm cơ. Đấy, thì bây giờ thì các bạn thông cảm nhé, hôm nay mình mặc hơi sexy tí thì các bạn thông cảm nhé. Đi ra khu vui chơi mà thì chắc chắn là phải mặc như vậy rồi. Đi ra thì mới có nhiều trai nó đến nó cua con này đi ha. Thì ok, thì ở đây mình đã tạo sẵn cho mình một cái map để thực hiện cái pha này. Thì mình đã điều chế cái pha 100 cái đây này. Từ chết cha rồi mình quên, không biết là cái nào đúng cái nào sai đây mọi người ạ. Mình quên mình chưa đổi tên. Thì theo mình nghĩ thì chắc cái đầu tiên thì phải để mình vô thử nha mọi người. Mình quên chưa đổi tên cho nó. Thì ở đây mình đã điều chế để thực hiện được cái pha này thì mình phải điều chế đi một tí. Thì ok, cái này sai rồi. Mình nhìn là mình biết luôn. Rồi, cái vậy là cái ở dưới mới đúng. Cái dưới không à. Thì mình vừa mới ngủ dậy thôi. Bây giờ là đang là 8 giờ. Mình vừa mới ngủ dậy nên vô đây bình luận. Thì cảm thấy nó hơi mệt mệt. Thì có gì các bạn thông cảm cho mình nhá. Đúng rồi, cái pha lót lâu như vậy là chắc chắn là map mới tạo đây này. Ok, thì ở đây mình chỉnh thành cũng giống cái map xe phát sáng ấy mà bay qua 100 vòng lửa. Nhưng ở đây mình đã điều chế nó khác đi. Thì đây chính là cái map xe đạp bay qua 100 vòng lửa ha. Ok, vô. Tên thì nó giống nhưng mà về bố cục thì nó sẽ khác với lại cái 100 vòng lửa và xe máy. Ok, vô nha. Đấy, đây chính xác là cái map 100 xe đẹp bay qua 100 vòng lửa. Thì cái thử thách này nó cũng khó hơn là cái xe máy á, tại vì xe đạp nó không bay như kiểu của xe máy đâu mọi người ạ. Nó ít điều khiển hơn xe máy, đại khái là nó sẽ ít quay tay hơn xe máy. Nhưng mà về cái độ khó thì nó sẽ nâng cao hơn là cái xe máy. Vì nó không bay được giống như xe máy nên điều khiển nó sẽ rất là khó à. Thì ok, đây là chính xác là map 100 vòng lửa. Mọi người có thể thấy 100 cái vòng lửa. Thì map này là mình điều chế từ map xe nào nhỉ? Xe máy á, thì có gì tí nữa mình sẽ đếm lại cho bạn xem nha. Nếu mà mình qua nhanh, còn nếu mà qua muộn ấy thì mình sẽ không đếm nha. Yên tâm đi, mình làm là rất chuẩn 100 vòng lửa đấy. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện này. Wow. Xe đẹp này thì chạy rất là chậm nên mình tạo một cái dốc cũng khá là cao để cho nó có thể bay được. Ôi, vãi bay ngược rồi. Đấy, điều khiển rất là khó ha. Đó, không vô được cái vòng lửa đâu. Đó, các bạn có thể thấy cái sức khó, cái sự khó khăn mà muốn thực hiện một cái pha mạo hiểm rất là khó. Ok, lại nha. Thì cái ở đằng sau này mình chỉ để trang trí thôi cho nó đẹp thôi, giống như kiểu mình lên bàn thờ ấy mọi người. Đấy, mình trang trí vậy thôi. Thì khuyên bạn là nên cúi đầu xuống và đi thì nó sẽ nhanh hơn. Những cái dốc như vậy này nên cúi đầu và đi ha. Rồi, bay quá nào. Vô vọng. Oh shit. Oh, ơi. Vãi, rất là khó đấy. Nó điều khiển khó lắm. Tuy rằng cái xe máy nó quay tay nhiều nhưng mà nó còn điều khiển dễ hơn là cái xe đạp. Đấy, như vậy chạy cho nó nhanh.
Mình đang ấn nút cúi đầu và nhảy á. Mình chạy rất là nhanh. Đây vô vòng nào. Wow. Thì các bạn biết ở đây xe đạp ấy, nếu mà muốn bay được là phải tạo một cái map rất là cao. Đây mình tạo còn cao hơn cả tòa nhà cao nhất luôn á. Chắc cao gần bằng đỉnh núi cao nhất trong GTA 5 này này. Thì nó mới có thể bay được nha. Thấp cũng bay được nhưng mà các bạn cần phải dùng đến một cái gọi là cái tăng tốc thì mới có thể bay được. Còn đây xe đạp này, chạy tốc độ cao cũng khó mà bay đấy. Nhưng mà phải cần cái tăng tốc màu xanh xanh á, mới update của Rockstar á. Cái đấy bay rất là đơn giản, nhưng mình hôm nay mình không dùng cái đấy. Ok, vô vọng. Lên. Ui giời. Té hoài à. Ok, lại nào. Thì các bạn xem video nhớ cho mình một like, một share, một lượt đăng ký ha. Bây giờ mình cố gắng thực hiện thôi chứ pha này không biết là qua nổi không. Mà hình như quên chưa bật Rockstar Pistol. Để mình bật nào. Vừa bay và vừa bật. Ô vãi. Đụng cái ở trên rồi, té luôn. Đất đài rồi. Vừa nãy đã đi bơi rồi bây giờ bơi tiếp, khổ thật. Vừa bốc đầu vừa xuống dốc rất là phê, nhưng mà nó lại giảm cái tốc độ của mình. Ok, wow. Ôi khó vãi nhỉ. Bữa trước cái vòng lửa là mình qua hình như là phút thứ 5 hay thứ 6 gì đó. Và cái này phút thứ 4 rồi chưa qua. Rồi, căn góc thật chuẩn. Bài. Trời, va toàn vô cái đấy không vậy? Lên 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 lên, đúng rồi đúng rồi, lên đúng rồi. Vâng, mình đang bay trong vòng lửa rất chi là đẹp á. Oh shit, oh đấy, điều khiển khó chưa. Tuy rằng nó không mỏi tay bằng cái vòng lửa nhưng mà khó lắm. Xe đẹp á thì bữa trước mình đã hướng dẫn trong một buổi livestream rồi á. Thì các bạn cố gắng vô đấy xem nha. Thì các bạn sẽ biết cách mà để bay bằng xe đạp thôi. Hoặc là các bạn chờ mình khoảng 2-3 tuần mình sẽ làm một cái tút hướng dẫn bay á. Cái này cũng gọi là nâng cao đấy, nên mình chưa làm. Bữa trước mình làm chỉ là các kỹ năng cơ bản của một stunner BMX thôi nha. Rồi. Quanh, đừng có vô lắm đấy. Oh my god. Vâng, ok, mình đã quay lại rồi đây. Thì mình vừa nãy mình thấy thời gian nó đã được 6 phút rồi nên mình lưu cái clip lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Thì cái này cũng giống như những cái khác, mình chỉ thực hiện 15 phút thôi nha. Nếu không được 15 phút thì mình không làm được. Rất đơn giản là vậy thôi. Mà thường thường mình thấy ấy, sau mình cứ lưu clip lại ấy, là cứ 2-3 phát là lại thành công. Không biết lần này có gặp cái hiện tượng đó không à. Rất là hay. Không tin các bạn cứ thử chú ý vào cái những video trước của mình ấy. Bay qua vòng lửa này, trượt này, rồi các loại đấy. Cứ lưu clip lại là cứ khoảng xem 2-3 lần là lại thành công. Nhiều bạn chắc mình nghĩ, nhiều bạn tưởng là mình chơi bao nhiêu lần mới qua được cái map đấy. Nhưng thực sự không phải như vậy nha. Thực sự mình chơi đây là chơi một lần duy nhất. Những cái map mình chơi ấy, thường thường là một lần duy nhất.
mình những cái map mình tạo ấy nha mọi người. Còn cái map nào mà của những bạn nước ngoài ấy, những cái map stun ấy, thì mình thường thường ấy là mình sẽ chơi rất là nhiều, vì những cái nó kết hợp rất là nhiều loại stun. Thì ok, lại nào, không biết giờ có qua nổi không này. Vâng, mình rất thích bốc đầu kiểu như vậy, rất là sướng. Rồi, vô vòng. Ok, mình đang rất là tập trung để qua được cái này. Oh shit. Vãi thật. Nó đại khái nó sẽ không quành được như kiểu xe đẹp đâu. Quên, lộ xe máy đâu. Cái xe BMX này nó quành nó phải mất một thời gian rất là lâu. Nó mới quành lúc mà bay ấy, mà có thể qua trái qua phải ấy, rất là lâu. Cố nào, gắng qua nào. Rồi, thủ đó. Xuyên qua được một cái lỗ nhỏ của vòng lửa thứ nhất. Ok, tập trung. Hôm nay lại không gặp cái hiện tượng BMX mà dụ như mình nói rồi ha. Rồi, bay. Ôi, trời, bay cao quá. Vâng, còn 6 phút nữa để chúng ta vung vẩy trong cái map này. Cứ vậy mà tận hưởng cái cảm giác ngu người thôi. Ok. Thì cái vụ bay này là có một bạn đã yêu cầu mình trên YouTube. Mình không nhớ tên bạn ấy. Facebook thì mình còn nhớ tên được bạn ấy, chứ còn YouTube thì mình rất ít khi mà nhớ. Thế là các bạn nào muốn kết bạn mình á, thì cứ ấn ở dưới phần mô tả nó có link Facebook đó, thì các bạn có thể kết bạn được với mình ha. Rồi, ta này tập trung này. Ôi, lại rơi rồi. Tưởng thành công rồi chứ, ai ngờ lại rơi. Cái số phận của mình nó nhọ vậy đấy. Vừa đen lại vừa nhọ. Nhọ còn hơn cả Thái Vũ đấy, trong Pháp TV ấy mọi người. Rất là nhọ, nhọ đủ mọi thứ chuyện luôn. Ok, lại nha. Thì lần mà mình đen nhất ấy, đó chính xác là cái lần mà mình bị té xe ấy, là có một cái ông bạn, ông đưa cho mình một cái bài tập gym, là đúng chính xác là mình tính là tập vào ngày hôm đó đó, nhưng mà ai ngờ lại té xe nên mình không thể nào mà tập được. Rất là nhỏ. Ok, giống kiểu hôm qua mình cũng khá là bị xui xẻo, đó là mình đã quay một cái clip. Nhưng mà một hồi sau mình quay xong rồi, khoảng nửa tiếng sau mình đã quay xong rồi á. Cái tự nhiên mình vô edit video thì chả thấy tiếng đâu hết. Tiếng mình bình luận ấy. Cái là phải xóa đi vô lại, làm lại. Thì lúc đó nó sẽ bị mất vui. Nhưng mà mình phải cố gắng mình vui lên. Tại vì những cái thử nghiệm nhỏ nhỏ, chính xác là cái thử nghiệm nhỏ nhỏ ấy mọi người. Nhưng mà cũng may là làm được có ba mấy phút thôi, cũng hết video rồi. Với biết khổ đời vậy, nói may thì may vậy chứ thực sự là mình đang nói móc, nói ngược đấy. Ok, nhảy vậy cho nó nhanh này. 11 phút rồi, pha này làm cũng khá là lâu à, nhưng mà chưa lâu bằng cái pha nào nhỉ, cái pha bay qua 50 cố xe gió à, 20 phút vẫn chưa xong. Ok, lần này mình làm thật này. Từ nãy giờ là mình đùa với các bạn đấy.
Từ nãy giờ là mình câu giờ đấy, giờ mình làm thật này. Xem coi lần này qua không. Ok, qua nào. Phải lên. Làm thật, làm thật, làm thật, làm thật, làm thật, làm thật. Trời ơi, lại bị lệch. Cái này mình phải bay làm sao mà chính giữa được ấy. Cái là mình kéo thẳng ra là được thôi. Đây mình cứ bay ở cái mép của cái vòng tròn nên mình phải quành. Mà quành thì các bạn biết rồi đấy, nó rất là lâu. Quành một tí là nó đi cả dặm ấy. Ok. Lên. Rồi, vô vòng lửa. Đây, đây, nó cứ qua cái mép này là sao ta? Đấy, quành theo. Đó, mình quành là nó cứ đi cả dặm vậy á. Rất là ức chế. Ô, 13 phút rồi chưa xong. Còn 2 phút nữa. What the fuck, chả lẽ cái này mình thấy nó cũng đơn giản là sao nó lại khó thế nhỉ? Mình thấy, mình nghĩ nó còn đơn giản hơn cả cái hôm qua mình làm á, cái vụ leo tường mà qua chướng ngại vật á. Sau... Rồi, cố gắng qua này. Không để tình trạng ngu người nữa. Rồi, ngu luôn rồi. Và ai thật? Như các bạn biết rồi đấy, thì channel của mình là bây giờ đang có 8k sub, thì các bạn cố gắng làm sao để được 10k đi nha. 10k mình sẽ tổ chức cái event cho các bạn giao lưu ha. À, cố gắng ấy. Rồi, quay. Trời ơi. Ôi. Lẽ không qua được à? Nhục. Nhục thật. Chả lẽ mình không qua được 100 vòng lửa à? Qua được bằng xe máy thì chắc chắn phải qua bằng xe đẹp chứ ta. What the fuck? Qua này. Qua, 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 qua. Vô vòng lửa đã rồi, với cả qua sau. Đó. Trời. Gần 15 phút rồi. Thật là nhục nhẽ. Không qua được với gọi là nhục chứ. Với một người có kinh nghiệm 1 năm như mình mà còn không qua được nữa thì không đáng đúng không mọi người. Giờ phải qua. Trời, té nữa. Bay BMX đi luôn. Ok, pha cuối cùng này. Pha cuối cùng này. 15 phút rồi đấy mọi người ạ. À, pha cuối cùng là phải thành công, không được thất bại. Ok, xuống. Rồi, nhìn thất bại quá. Lên. Ok. Lên. Lên. Ta cuối cùng phải thành công đấy. Phải thành công. Ok, ok, ok. Ok, qua được rồi. Yeah, tuyệt vời. Vâng. Mình đã qua được 100 cái vòng lửa ha. Rất chi là đẹp và đẹp. Đấy. Từ nãy giờ mình đùa đấy. Mình câu giờ thật đấy. Thực sự là... Nói thì nói vậy chứ đây gọi là hên xui mọi người ạ. Mình phải đang rất là tập trung cái con mắt và cái đôi tay của mình để có thể mà lên xuống và bay qua được cái vòng lửa. Vâng, lưu clip lại ha. 1 phút 13 giây chắc có vẻ là đủ để lưu lại được đấy. Khoảng khắc đấy mọi người ạ. Đây là khoảng khắc đấy. Ok. Thì mình thấy thời gian nó khá là dài rồi. Nên mình sẽ không đếm nhá. Ơi chết tôi rồi. Té rồi. Và ai?
té lên sao về đích đây. Ok ok ok, lại lần nữa. Tập trung. Phải thật. Mình đang khu khua bố mép chơi chơi ở chỗ đấy tự nhiên té thật chứ. Thôi chắc phải thoát map rồi mọi người ơi. Thoát map thật rồi. Làm lại lần nữa này. Không được là thoát map luôn nha. Vãi thật. Thì các bạn đã xem tuto của mình làm chưa? Nếu mà chưa xem thì hãy xem đi nha. Đó là những kỹ năng cơ bản về BMX á. Ok thì chắc mình thoát map đây. Thoát map. Vâng. Và mình vừa lưu clip lại và bây giờ mình nói là nếu mà các bạn là muốn đam mê stun bằng BMX ấy trên GT5 ấy thì các bạn nhớ xem tuto của mình nha. Vì những cái tuto đấy nó sẽ rất là có ích với các bạn. Thật sự luôn. Tuy rằng giọng mình lúc đấy nói hơi khó hiểu thật đấy, nhưng mà mình đã cố gắng làm cho các bạn hiểu rồi. Mình lại cố gắng sâu cho các bạn những cái nút BC nó nổi lên như vậy ấy. Thì các bạn cố gắng hiểu hộ mình nha. Thì ở đây hôm nay mình đã làm được một pha mạo hiểm, đó là bay qua, dùng xe đạp BMX bay qua 100 cái vòng lửa ha. Ok thì hôm nay chúng ta sẽ thử gọi đến số điện thoại ma coi. Thì số điện thoại ma ở ngoài ấy, mình nhớ là hình như là 9 số 6. Thì gọi nha, xem coi có ai trả lời không. Không có đâu. Bây giờ thử gọi 696969 nữa nha. 696969. Hello. Không có ai hả? What the fuck. Không có ai đâu mọi người ạ. Thì ok, chắc có thể là mình sẽ làm ra một cái clip điều tra những cái số điện thoại lạ ở trong game. Trong đây này. Chắc chắn là phải có. Thì hôm nay thì clip đến đây thôi nha mọi người. Thì nếu mà các bạn thích video này của mình ấy, các bạn nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký. Và nếu mà được ấy thì các bạn nhớ click vô cái quảng cáo, nó sẽ hiện lên ở những cái khúc thứ 5, 10, 15, 20, 25, 30 vân vân và vân vân ấy. Thì cái điều đó sẽ giúp mình rất là nhiều. Mình sẽ dùng cái số tiền bạn click vô quảng cáo đấy, mình sẽ phát triển cái kênh này hơn. Thì ok, thì clip đến đây thôi. Thì có gì nếu mà pha này nó dài quá thì các bạn thông cảm cho mình nha. Mình chỉ làm mà thực sự là mình không phải câu giờ ở đâu. Cái đấy là hên thật đấy. Cú hồi nãy hên thật đấy. Tưởng không được là lại giống dụ bay qua 100 cối, ở đâu 50 cái cối xây gió là theo vậy thôi ha. Rồi ok. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chào các bạn.
Make the ground shake.